Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Viên. Một ngày mới, em kính chúc anh chị cô chú nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài, phát lộc nha. Hôm nay em về khu phố 3, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà vườn mái Thái nằm cặp view sông. Có tổng diện tích là 1.000 m². Trên thổ đất căn nhà có 250 m là đất thổ cư. Diện tích sàn là 154 m. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Mình ghẹ phải là liên thông ra đường tỉnh lộ 872 khoảng là 500 m. Và anh chị liên thông ra quốc lộ 50 khoảng là 2 km. Con đường này rộng khoảng là 3 m nha anh chị. Mình di chuyển là đường xe ô tô 7 chỗ rất là thoải mái. Ở đây thì có điện, nước, wifi có đầy đủ. Nhà cửa khu vực này rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị mua nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Còn hướng bên đây thì anh chị liên thông về ủy ban xã Bình Ninh khoảng là 2 km. Trước phần đất thì mình có một cái cảnh view sông rất là đẹp luôn anh chị. Con sông này thì rộng khoảng 30 m. Về đây thì anh chị cô chú mình có thể làm một cái nhà mát ở cặp view sông là đẹp tuyệt vời luôn anh chị. Và khu vực này thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ nè, trường cấp 1, trường cấp 2, trường cấp 3, ngân hàng. Mình cách 500 m thôi. Để em di chuyển qua bên đây em chỉ ganh cho anh chị nắm ha. Em cũng mong cô chú anh chị xem hết video để anh chị nắm chi tiết về căn nhà vườn này hơn, để cô chú anh chị ở xa về đây thì cũng không mất thời gian ha. Xung quanh thì gia chủ xây tường cao khoảng 1 m nha anh chị. Phía trên thì hàng sắt hết luôn. Về vấn đề ranh giới thì anh chị cô chú mình mua rất là yên tâm luôn anh chị. Bên trong thì gia chủ đang trồng rất là nhiều cây ăn trái như là dừa nè, bưởi da xanh, mít anh chị. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang là 20 m và có chiều dài là 50 nha anh chị. Thổ cư là 250 m, diện tích sàn của mình là 154 m. Diện tích mình tính từ ngay chỗ vị trí cái cột này ha, mình đo thẳng qua bên đây là 20 m nha anh chị. Phía trước thì mình còn một cái khoảng đất trống anh chị, rộng khoảng 7 m. Về thì anh chị mình cất một cái ngôi nhà sàn cũng được anh chị, nhà lá cũng được. Chiều thì anh chị ra đây mình câu cá để giải trí, hoặc là anh chị mình có bạn bè, anh chị mình chiều qua đây mình câu cá và anh chị mình làm vài lon luôn ha. Về đây thì anh chị cô chú mình có thể kinh doanh buôn bán cũng được anh chị. Phía trước thì gia chủ chỉ trồng dừa, chuối già nè anh chị và chuối sáp ha. Phía trước thì gia chủ đang trồng một số kiển rất là đẹp luôn, như là bông trang nè, khế, mai vàng nha anh chị. Những cây kiển thì gia chủ sẽ tặng lại cho anh chị luôn ha. Ở tường thì gia chủ lót luôn anh chị. Ở đây thì gia chủ làm cổng gào rất là kiên cố luôn nha anh chị. Cổng thì ốp gạch hết luôn. Và phía trên thì có hai cái trụ bóng đèn luôn anh chị. Cửa của mình là cửa bằng sắt. Mình tới ngay chỗ vị trí này
là 20 mét nha anh chị. Phía trước thì gia chủ cũng lót gạch nền sân hết luôn anh chị. Đó, căn nhà vườn mái Thái của mình rất là đẹp. Về đây thì anh chị cô chú mình mua nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Đó, phía trước mình thì có một cái view sông đẹp tuyệt vời luôn anh chị. Ở đây thửa đất căn nhà của mình đang quay về hướng nam nha anh chị. Từ thành phố Hồ Chí Minh em lấy móc từ bến xe miền Tây, mình di chuyển về khoảng 63 km là anh chị tới ha. Để em di chuyển vào bên trong để anh chị cô chú mình xem và tham quan căn nhà của mình ha. Kiển thì gia chủ sẽ tặng lại cho anh chị những đầu trang trí nội thất bên trong thì gia chủ sẽ lấy đi nha anh chị. Ở bên đây thì gia chủ đang trồng một số mai vàng, tạo cho một không gian nhà vườn của mình rất là mát luôn anh chị. Ở bên đây thì trồng ổi nè, bưởi da xanh. Bưởi da xanh của mình thì cũng đang trong quá trình là cho trái luôn nha anh chị. Ở đất mình thì cao gáo bằng theo mặt lộ. Đất thì không màu mỡ, xung quanh thì cũng không có. Ở vị trí này thì rất là đẹp để cho anh chị cô chú mình mua về nghỉ dưỡng nha anh chị. Ở đây thì gia chủ làm tam cấp năm bậc nha anh chị. Ở phía trước thì mình có máy dòm nè, thổi bu. Cửa là cửa bằng cây. Ở phía sau của mình thì góc chữ A nha anh chị, nở hậu ra rất là đẹp. Cái nền thì gia chủ lót gạch bóng kiến nha anh chị. 60 anh chị. Trần thì gia chủ đóng thạch cao. Ở bên đây thì mình có một cái bức tranh mã đáo thành công. Tường thì lót gạch khoảng 1,6 anh chị. Ở đây thì điện nước wifi có đầy đủ. Ở về thì anh chị cô chú mình mua về là anh chị mình chỉ ở thôi, cũng không cần tu bổ lại thêm. Đó, căn nhà thì em thấy còn rất là mới luôn anh chị. Bên hông thì đều thiết kế một cánh cửa bên ngoài để cho anh chị lấy ánh sáng thật là thông thoáng luôn nha. Cửa thì bên hông dùng cửa sinh pha hệ 1000 anh chị. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 4 tỷ. Nếu anh chị cô chú mình thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Một ngày mới em kính chúc anh chị cô chú nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài phát lộc nha. Anh chị nhớ ủng hộ em một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để bên em có động lực để đi quay những video tiếp theo gửi đến quý anh chị. Hoặc anh chị kết bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ gửi sổ thông tin vị trí thửa đất căn nhà vườn trên Google Maps để anh chị trực tiếp xem trên vệ tinh. Anh chị về đây thì cũng không mất thời gian nha. Ở đây thì căn nhà của mình bên hông có hai phòng ngủ nha anh chị. Ở đây là phòng ngủ đầu tiên của mình. Ở cửa là cửa sinh pha hệ 1000 anh chị. Đó, còn bên đây là căn phòng thứ hai của mình. Đó, còn khu vực này về thì anh chị cô chú mình có thể thiết kế phòng khách dưới đây nữa anh chị.
Trên trần thì gia chủ đóng thạch cao nha anh chị. Cửa chính của mình là cửa bằng cây. Đó, không gian thì em thấy rất là đẹp luôn anh chị ha. Giá bán là 4 tỷ. Nếu anh chị cô chú mình thấy thích hợp thì anh chị mình cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang ha. Từ vị trí căn nhà phường, anh chị di chuyển ra chợ trường cấp 1, trường cấp 2, trường cấp 3 chừng 500m đổ lại thôi nha. Còn khu vực này là không gian nhà bếp của mình. Ở nhà bếp thì chủ cũng đóng kệ hết anh chị, và có máy hút đầy đủ hết. Nó còn bên đây thì để trống. Phía sau thì làm tiền chế ra rất là rộng luôn. Ở đây thì lót gạch nền luôn nha anh chị. Ở khu vực này thì mình có nhà tắm, nhà vệ sinh đầy đủ hết. Bên trong thì cũng lót gạch luôn anh chị. Bên trong tường thì lót cho đến mí thạch cao phía trên. Đó, còn khu vực này là sàn nước, anh chị mình có thể rửa thịt, rửa cá khu vực này ha. Và máy giặt đầu thì anh chị mình để bên đây. Còn phía sau thì anh chị có thể mình chăn nuôi thêm như là gà, vịt thêm nha anh chị. Căn nhà của mình thì em thấy còn rất là mới và đẹp luôn anh chị. Do chính chủ thì cũng đang rất là kẹt tiền nên cũng cần bán gấp nha anh chị. Tổng diện tích của mình là 1.000 m², ở ngang là 20m và có chiều dài là 50. Trên thửa đất căn nhà của mình có 250m là đất thổ cư. Diện tích sàn của mình là 154m nha anh chị. Xung quanh thì gia chủ xây tường khoảng 1m và phía trên thì hàng sắt hết luôn anh chị. Ranh giới thì rất là rõ ràng, anh chị mình yên tâm ha. Gia chủ thì đang kêu bán với giá là 4 tỷ nha anh chị. Bên đây thì còn một khoảng đất trống, anh chị về mình có thể cất thêm một căn nhà nữa, cũng còn rất là trống luôn anh chị. Bên đây thì xây tường cao khoảng 2m và phía trên thì gào B40. Đây là bưởi da xanh nha anh chị. Bên đây là ổi. Ở bên đây thì chủ cũng đang nuôi gà cũng rất là nhiều luôn anh chị. Ở đây thì mình có một cây khế nè, đang cho trái luôn. Bên hông nhà thì gia chủ cũng dán gạch luôn nha anh chị. Ở đây thì mưa của mình cũng không có thấm xuống bên dưới được anh chị. Bưởi của mình thì rất là tốt luôn, đang cho trái luôn anh chị.
Nó đất mình thì dài ra tới phía sau luôn nha anh chị, tới 50 mét luôn á. Đất của mình là vuông dứt luôn, không màu mỡ nha anh chị. Gia chủ thì đang kêu bán với giá là 4 tỷ. Anh chị cô chú mình thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang ha. Anh chị kết bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ gửi sổ thông tin vị trí thửa đất, căn nhà phường trên Google Maps để anh chị mình trực tiếp xem trên vệ tinh ha. Anh chị về đây thì cũng không mất thời gian nha anh chị. Phía trước thì mình có một cái cảnh view sông rất là đẹp. Về đây thì anh chị cô chú mình mua nghỉ dưỡng là thích hợp nha anh chị. Em cũng xin kết thúc video, hẹn anh chị cô chú ở những phần video tiếp theo nha.